Xin chào các khán giả của chuyên mục Ngon và Lành. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai món ăn được chế biến từ món cá trình. Vâng, đó là món cá trình nướng và cá trình om chuối đậu. Tôi nghĩ rằng đây là những món ăn rất là phù hợp vào những cái buổi liên hoan hay là cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Vâng, và ngày hôm nay thì người sẽ hướng dẫn hai món cá trình đó là chị Vũ Tốt, là bếp trưởng của nhà hàng Vũ Bảo tại Hà Nội, và chị cũng là chủ của nhà hàng ấy luôn. Để nói về hai món ăn này thì thường thường khi mà chế biến cá trình thì chắc là hẳn là sẽ có rất nhiều món đúng không ạ? Không đúng chỉ rồi. Hai món này. Mình có thể là món cá trình thì mình biến tấu được rất nhiều món, nhưng mà ngon nhất thì nó sẽ là để cá trình nướng và om chuối đậu. Đấy. Cá trình này thì là sống ở đâu hả chị? Cá trình này thường là sống, một là sống ở vùng nước nợ, hai là sống ở vùng biển. Thế bây giờ mình khi mà mua các bà nội trợ ra ngoài chợ thì có mua được cá trình tươi không? Có, bởi vì cái cá trình bây giờ mọi người có thể vào trong các cái trung tâm siêu thị thì đều có bán cá trình. Vậy khi lựa chọn cá trình thì nó có cái đặc điểm nào để cho mình lựa chọn được con cá trình thịt thơm ngon hay là chắc thịt không ạ? Mọi người nên lựa chọn những cái loại cá trình nó rơi vào cân nặng từ 1 cân 2 cho đến 1 cân rưỡi. Thứ nhất là cái độ béo nó vừa phải, nó không quá nhiều mỡ. Thế nên mình mua về mình chế biến thì nó sẽ ngon và thơm hơn. Vâng. Vậy thịt cá trình thì khi thưởng thức thì nó có cái điểm gì khác với cả những cái thịt cá khác? Khác nhiều chứ, bởi vì là cái thịt của con cá trình này thì nếu như mọi người ăn rồi, mọi người sẽ cảm nhận được cái thịt của nó là sẽ có độ thơm hơn, mềm hơn, và cái độ ngậy béo của cá trình thì nó sẽ nhiều hơn là những cái loại cá khác. Vậy cái sơ chế cái làm thừa cá trình này thì nó cũng có phức tạp hơn không ạ? Không, nó cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể mua cá trình về, sau đấy là mình cho mình nấu một nồi nước sôi. Đấy, mình dội qua đi thì nó sẽ bong hết cái nhớt của con cá trình ra. Thế chỉ cần nước sôi thôi. Đúng chứ không rồi. Cần phải muối hay là giấm gì ạ? Đúng rồi, không cần. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ làm hai món mà tôi nghĩ là chắc là đặc trưng và ngon nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai món, đấy là cá trình nướng và cá trình om chuối đậu. Cái phần thân thì mình sẽ dùng để, cái phần thịt thân thì mình sẽ dùng để nướng, còn cái phần đầu đuôi thì mình sẽ dùng để om chuối đậu. Vậy nguyên liệu của cái món cá trình nướng là gì ạ? Nguyên liệu thì gồm có riềng, sả này, gừng, ớt, hành, tỏi, thêm nữa là cái húng niu này, hạt tiêu này, mì và dầu hào. Dầu hào, vâng. Thế còn món chuối đậu ạ? Chuối đậu thì nguyên liệu của nó gồm có đậu này, có chuối này và hành. Gia vị đi kèm thì có lá lốt và lá tía tô. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm món ăn gì trước ạ? Chúng ta sẽ ướp phần nướng trước, sau đấy là chúng ta sẽ làm món chuối đậu sau. Cái thành phẩm này thì là mình đã làm xong rồi. Với một con cá trình thì mình sẽ cắt phần đầu ra, và cái phần đuôi thì mình trừ đến phần rốn của con cá trình. Mình cắt từ phần rốn và mình lấy cái phần khoảng giữa để mình làm nướng thì nó sẽ ngon hơn. Tức là phần thịt dành nhiều thịt nhất là để cho nướng. Đúng rồi. Vậy cắt cái phần thịt nướng này thì thế nào chị hướng dẫn? Mình lọc như những cái loại cá bình thường thôi, mình bỏ phần xương ra, mình chỉ lấy phần phần thịt. Đây là miếng cá là mình đã hoàn thành cái bước sơ chế qua mình rồi. Mình cắt này là khoảng tầm to hơn một bao diêm một tí. Sau đây mà mình sẽ thực hiện cái công đoạn ướp cá để nướng. Con cá trình này là khoảng bao nhiêu cân đấy ạ? Con cá trình này nó sẽ rơi vào khoảng 1,4 cân. Với những cái nguyên liệu hành, riềng, sả, ớt này thì là mình đã xay sẵn rồi và được cái thành phẩm như thế này. Chúng ta sẽ băm nhuyễn. Lượng như này thì chúng ta có thể là cho 2 thìa. Chúng ta cho một ít ngũ vị hương, một ít dầu hào. Mì chính, hạt tiêu. Đúng rồi. Sau đấy là mình sẽ trộn đều lên. Cái thời gian mà mình để cho cái cá này ngấm gia vị thì để bao lâu ạ? 30 phút đến 1 tiếng. Tức là càng để càng lâu thì đúng rồi, gia vị nó càng ngấm vào. Thế trong cái lúc mà mình ướp như này thì mình có cần phải cho thêm dầu không? Không cần, bởi vì cái cá này bản chất của nó đã rất là béo rồi. Khi nướng thì cái mỡ cá nó tự chảy ra. Vậy trong lúc chờ cho cái thịt cá mà để cho nó ngấm thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang cái món gọi là om chuối đậu nhé.
Với cái phần đầu và phần đuôi thì mình sẽ sử dụng để om chuối đậu. Thì trước tiên nguyên liệu của nó cần phải có là chuối. Thế thì mình sẽ cắt hình chéo như thế này. Chuối này là tôi được biết rằng là khi mà mình thái ra mình cũng phải ngâm muối đúng không? Đúng rồi ạ, cái này cho thì chát. Đúng rồi, mình cái này thì là mình đã xử lý rồi. Đúng rồi ạ. Đậu thì mình rán sơ qua và mình cắt khúc ạ. Lá lốt này thì mình cắt khúc, mình sẽ không cắt nhỏ mà mình sẽ cắt khúc. Tía đô cũng vậy. Cái này mình cũng không dùng hành hả? Không ạ. Mình sẽ phi hành cho nó thơm lên. Sau đấy mình sẽ cho chuối và đậu vào mình xào qua. Với cái món chuối đậu này thì mình có cần phải dùng mẻ hay là dấm bỗng gì ạ? Có ạ, nguyên liệu của nó mình sẽ không dùng dấm bỗng mà mình sẽ dùng vị chua của mẻ đấy ạ. Mình sẽ cho gia vị là mì ạ. Con sẽ cho hạt lên. Nước mắm. Sau khi ngấm gia vị thì chúng ta sẽ cho nước. Sau khi mà cho gia vị và nước vào để chờ nó sôi thì bao giờ nước sôi, chúng ta sẽ đậy vung vào chờ nước sôi, chúng ta sẽ thả cá vào. Và đợi tầm 10 phút thì nồi om sẽ được. Tức là mình chỉ om trong khoảng độ 10 phút thôi, 15 phút vâng. Trong khi mà chờ cho cái món cá om chuối đậu của chúng ta được ngấm gia vị thì mình sẽ chuyển sang là món cá trình nướng. Vừa rồi thì chúng ta đã gọi là ướp rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mang đi nướng chứ ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ kẹp vỉ. Vâng, chị sẽ nướng bằng gì ạ? Cái này ngon thì phải nướng bằng than hoa. Thế nếu ví dụ trong trường hợp mà các bạn nội trợ ở nhà không có than hoa thì mình có thể nướng bằng lò nướng được không? Nướng cái này nếu như là nướng bằng lò nướng thì cũng được, nhưng mà cá nó sẽ không được đều và sẽ không được ngon như mình nướng bằng than hoa. Vâng, chắc chắn là để mà ngon thì các bạn nội trợ chịu khó một xíu sẽ phải cùng dùng than hoa để nướng cái món cá của chúng ta sẽ tròn vị và thơm ngon hơn. Đường với cái này thì mình sẽ cho vào cái vỉ hay là như nào? Một là các bạn có thể dùng vỉ, hai là chúng ta sẽ dùng các cái kẹp tre như thế này. Chúng ta sẽ kẹp lại. Vậy trong quá trình mà nướng cá trình này thì mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ? Nướng cái cá trình này thì trong quá trình nướng thì nửa lúc nào cũng phải đều. Và mình phải lật liên tục, bởi vì nếu không lật liên tục thì nó sẽ bị xém cá. Nhưng mà mình sẽ nướng theo cái lửa than nhiệt là to hay nhỏ? Bình thường thôi. Bởi vì nếu nó to quá thì cũng bị cháy cá, mà nhỏ quá thì cá nó sẽ bị nhừ quá thì nó sẽ bị nhão cá. Khi nướng cá này thì nó có lâu chín hơn không ạ? Cá này nếu như là để nướng than hoa thì mất tầm 30 phút. Thế là cũng khá lâu đúng không? Đúng rồi. Món cá trình nướng cũng đã xong. Quay ra thì món om chuối đậu của chúng ta cũng đã được rồi. Tôi thấy nó đã sôi và mọi thứ đã giảm, nó cũng đã hình như đã quyện với nhau rồi đúng không ạ? Rồi ạ. Đó, được một nước sốt kiểu đặc sánh rồi ạ. Như vậy chúng ta có phải cần phải thêm cái gì nữa không ạ? Hay là đã xong? Như vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần cho những cái lá gia vị để vào thôi là chúng ta có thể ăn được rồi. Cái này chắc là ăn kèm với bún đúng không ạ? Đúng rồi, cái món này ăn kèm với bún ạ. Chúng ta đã hoàn thành hai món, đó là món cá trình nướng và cá trình om chuối đậu. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng ra bàn và để cùng chia sẻ về cái món ăn này cũng như là nó sẽ mang lại dinh dưỡng và bổ dưỡng gì.
Như vậy là hai món cá trình, đó là cá trình nướng và cá trình om chuối đậu cũng đã xong rồi. Món cá trình nướng khi ăn thì chúng ta lại thấy hương vị như thế nào thì nó sẽ là đạt được cái thành phẩm mà mình làm chuẩn ạ? Trước hết là mình nói về màu, màu thì nó phải được màu vàng như thế này thì nó đã đạt được cái tiêu chí về mỹ quan của món ăn. Sau đấy nó vừa thơm vừa mềm mà nó có độ khi mà mình nướng lên ấy, cái riềng sả nó khi mà ướp cùng thì nó đã bị cháy cùng với lại cái thịt cá thì mình ăn thì mình cũng sẽ cảm nhận được cái vị thơm của cá và vị thơm của riềng sả. Với món cá trình nướng này thì khi mà làm thì mình đã ướp gia vị nó đã vừa rồi, nhưng mà trên đây thì tôi thấy có bát nước chấm, vậy là ăn là như thế nào ạ? Khi mà mình ăn kèm với lại những cái gia vị như để dứa này, cà rốt này, củ cải và dưa chuột, bún thì mình chấm thì mình sẽ cảm nhận được cái vị hài hòa, cái độ đậm của món ăn và nó sẽ làm cho mình không bị ngấy. Ra mình sẽ quấn vào với cả bánh tráng và đúng chấm rồi. Đúng không ạ? Vâng. Ăn cá trình thì ngoài cái việc mà mình ăn không cũng được, nhưng mà mình sẽ gói vào với cả bánh tráng và các thứ gia giảm này thì nó sẽ bớt ngấy hơn đúng không ạ? Và ăn chắc chắn là sẽ được nhiều hơn. Vậy còn với món cá om chuối đậu thì sao? Khi ăn hương vị nó sẽ thế nào ạ? Cái nước sốt của nó trước tiên là nó phải đặc sánh, sau đấy nó sẽ có mùi của chua ngọt vừa phải của món ăn, tại vì là chua ở đây là chua của mẹ và những cái nó có đặc trưng của cái riêng của cái món om mà chuối đậu của món cá trình. Hai món ăn này khi kết hợp với nhau thì tôi thấy rất là phù hợp, bởi khi mình ăn cá trình nướng mình cảm thấy nó ngấy thì mình lại chuyển sang là món chuối đậu, nó rất là hài hòa và hợp với cả tất cả mọi gia đình. Khi mà trong bữa tiệc cuối tuần hay là có dự liên hoan thì hai món ăn này rất là phù hợp đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn chị Tốt ngày hôm nay cũng đã hướng dẫn để cho khán giả Ngon và Lành có thể làm hai món ăn này, và hy vọng rằng với sự hướng dẫn của chị thì khán giả của Ngon và Lành có thể thực hiện ngay lần đầu thành công luôn. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.